Cô mới về hả cô? Cái gì mà nặng dữ vậy cô? Cái gì vậy ta? Đây là hàng may gia công, cô nhận về cho tụi con làm. Tụi con ráng làm cho tốt nha, để giữ uy tín. Sau này mình còn làm ăn lâu dài với họ nữa. Đây là đồ may đồng phục hả cô? Đây là đồ đồng phục nam nữ, mà đồ này cũng đơn giản thôi. Trong cuốn sổ này nè, cô có ghi số lượng nè và số đo của từng size. Nè, ở trong này có tất cả là 4 size, con cứ coi theo ở trong này rồi con cắt, rồi chỉ cho mấy đứa nó may. Có tất cả là 50 bộ đó. Mà họ hẹn trong vòng 10 ngày phải giao hàng, con dám sao tuyết, có kịp không? Dạ, con nghĩ là nếu ráng thì chắc cũng kịp đó cô. Cô, trời cô, 50 bộ lận hả? Nhiều quá cô, sợ may không có kịp. Đúng rồi đó cô, mình á còn đang may một mớ đồ đồng phục cho khách. Mình á phải may đồ kiểu xong thì mới may đồng phục được. Mà đồ kiểu á thì rất là khó may. Con nghĩ á là hơi bị lâu đó. Con nhắm xào túy có làm nổi không? Hay là để cô xin trả lại? Chứ mà để trễ là mình mang tiếng lắm đó. Cô đã lỡ nhận rồi, làm sao mà trả lại được? Giờ con tính vậy, con sẽ cắt liền một loạt hàng gia công này, rồi may mẫu trước cho ba đứa nó coi. Sau đó, để cho mấy đứa nó may. Con sẽ kiểm tra. Nếu ổn, con sẽ làm hết đồ kiểu cho xong, để giao cho khách. Xong rồi, con sẽ phụ may đồng phục với mấy đứa. Cô thấy con tính vậy được đó. Ở đây tay nghề của con là giỏi nhất. Ráng tập trung may đồ kiểu đi, rồi sau đó may đồ đồng phục. Mấy đứa thấy làm sao? Chị Tuyết tính vậy, con thấy cũng được đó cô. Nhưng mà con vẫn sợ là may không có kịp đó cô. Nếu sợ may không kịp, chị em mình sẽ làm thêm giờ, làm thêm ngày chủ nhật luôn. Tăng thêm giờ, làm thêm ngày chủ nhật. Em thấy là hơi bị đuối á. Đây là lần đầu tiên mình nhận hàng loại này, phải giữ uy tín chứ. Tụi con ráng chịu cực một chút đi. Sau này mình có thêm việc thì có thêm thu nhập chứ có còn sao đâu. Dạ. Kìa cô, tụi con hiểu mà. Cô cứ yên tâm, tụi con sẽ cố gắng làm cho kịp thời hạn. Cũng nhờ cô dạy mấy năm nay mà giờ này tụi con mới biết được ngày mai. Giả lại có mai thì tụi con có tiền. Làm thêm giờ tụi con có thêm tiền, chứ có mất mát gì đâu cô. Cô ơi, con chỉ nói đùa cho vui thôi, cô đừng có buồn con nha. Không, cô hiểu mà. Bây giờ cô nói như vậy, bữa nay đồ kiểu á, mà cái nào mai chưa xong thì chuyển hết cho chị Tuyết làm. Ráng tập trung may đồ đồng phục, có gì á cô sẽ phụ với mấy đứa may luôn. Dạ. Dạ. Ê, Alo, qua. em nghe nè. Ôi chết, em quên mất. Thôi anh cứ chờ ở đó đi, lát em tới liền nha. Đó đó, coi kìa. Dạ. Cô ơi cô nói chuyện với ai mà nghe cô xưng em ngọt xớt vậy cô? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Người yêu lý tưởng của cô chứ ai. Bữa nay có hẹn đi chơi hả cô? Ăn nói lung tung à. Cô đi làm ăn chứ đi chơi cái gì? Mày là con nhỏ nhiều chuyện nhất trong nhà đó nha Lan. Ở nhà lo may đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Lát nữa tôi về hả, mà chưa may xong cái áo nào á là tôi trừ lương tháng này đó. Chết mày chưa, ai cũng nhiều chuyện. Sao hễ mở miệng ra là cứ hăm cắt lương mình hoài vậy ta? Ai biểu cho bỏ cái tật nhiều chuyện đi. Trời ơi, bực bội. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà nhà không? Có bà Hương nhà không?
Xin lỗi, mấy anh là ai? Sao lại đập cửa nhà tôi? Đập cửa để chỗ nhà giam mở cửa. Bà Hương có nhà không? Má tôi đi vắng rồi. Mà mấy anh tìm má tôi có việc gì không? Thì em gọi máy em ra đi rồi biết có chuyện gì liền chứ gì. Mà má tôi không có nhà. Không có nhà gì thiệt được không? Mẹ mày, đang ngỏng một con cà lông. Yêu đi mày, nắm không mày lại. Dạ. Muốn biết thì vô đây. Nè, mấy người làm gì vậy? Mấy người muốn cho ăn cướp phải không? Gì vậy? Em gái, đừng có nói bậy. Tụi anh tới đây là để tìm má em. Tìm má tôi để làm gì? Lấy tiền. Tiền gì? Tiền nợ. Có dây là phải có trả, đúng không em? Anh Tâm, không có bả ở nhà. Thì tôi đã nói với mấy anh rồi, má tôi không có nhà thiệt mà. Đi vắng hay là đi trốn? Nợ thì phải trả, việc gì phải trốn. Mà má tôi nợ mấy anh bao nhiêu tiền mà mấy anh làm thấy ghê vậy? 50 triệu. 50 triệu? Làm gì có chuyện đó. Không tin à? Vậy thì chờ má em về hỏi thì biết. Dĩ nhiên là tôi sẽ hỏi, nhưng mà bây giờ má tôi không có nhà. Mời má đi cho. Được, tụi anh sẽ đi. Chưa đây biết lúc nào má em về mà chờ. Nhưng trước khi về, cho tụi anh mượn đỡ chiếc xe này. Nè, không có được. Xe này xe của tôi mà. Không có xe làm sao tôi đi làm đây? Đây là tài sản riêng của tôi. Tôi dành dụm bao nhiêu năm mới mua được đó. Ở đây ra ngoài. Trả cho tôi đi mà. Trả xe lại cho tôi. Mấy người làm gì con gái tôi vậy? Con có sao không con? Má. Con. Má thiếu nợ người ta sao má không nói cho con biết? Thì má thấy con tất bật, lo toan cho gia đình nhiều quá nên má không nói cho con biết, sợ con lo ảnh hưởng tới việc làm. Còn mấy cậu, mấy cậu là ai mà tới đây giúp đáp con gái tôi vậy? Ủa, vậy má không biết ba người này hay sao? Không, má đâu có gặp đâu mà biết. Vậy mà họ nói là má thiếu nợ họ. Họ đến đây đòi nợ má, không gặp má, họ đòi lấy xe của con đem bán. Trời ơi, sao có chuyện động trời vậy? Tôi đâu có mượn nợ của mấy cậu đâu mà mấy cậu đòi. Đúng, bà không mượn nợ bọn tôi, nhưng bà có mượn nợ một người. Chắc bà còn nhớ bà Sáu Dạo chứ hả? Dĩ nhiên là tôi nhớ. Thời gian qua ông nhà tôi ổng bệnh, tôi có nhờ bà Sáu Dầu giúp đỡ cho một số tiền để trang trải thuốc men. Tới giờ này tôi vẫn còn nhớ tới ơn bà mà. Chỉ nhớ ơn suông vậy thôi sao? Đâu có được. Mượn thì phải trả chứ. Đúng, mượn thì phải trả. Không trả thì hành sự theo luật giang hồ. Hả? Mấy người đừng có ăn nói ngang tàng. Má tôi thiếu nợ ai thì chỉ có người đó mới có quyền đòi thôi. Người ta đòi rồi mà đòi hoài à, má em đâu có chịu trả. Cho nên người ta nhờ anh đòi nợ giùm. Mà một khi tụi anh mà đòi á thì phải trả. Không có đâu thì khó mà yên thân đó nha cưng. Thấy cái gì không? Cái đó đã từng lấy thẹo của nhiều người rồi đó. Ủa, hai mẹ con bà sao vậy? Sợ à? Đâu có gì đâu mà sợ. Trả hết nợ đi, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Đem 50 triệu ra đây. Sao lại 50 triệu? Tôi chỉ mượn bà Sáu Dạo có 10 triệu thôi mà. Mấy cậu về hỏi là bả đi. Không cần phải hỏi. 10 triệu đó là thời điểm trước kia, còn thời điểm bây giờ á, 50 triệu mới xứng.
Món nợ này cũng đã kéo dài mấy năm rồi đúng không? Thì cũng khoảng 2-3 năm gì đó. 2-3 năm? 2-3 năm mà bà chưa trả, chứng tỏ là bà muốn giật đúng không? Đâu có, tại tôi không có tiền. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Nhưng mà tôi nhớ lúc bà Sáu cho tôi mượn 10 triệu, bà đâu có nói chuyện lời lãi gì đâu. Không nói thì bà cũng phải biết chứ, tiền chứ có phải của một đâu. Mà lại cho bà mượn không? Giờ tôi chỉ hỏi bà ngắn gọn một câu, có hay là không? Số tiền 50 triệu quá lớn, tôi làm cả đời cũng đâu kiếm ra được. Thôi được rồi, hiểu rồi, về tụi bay. Dạ. Dạ. Không được, trả xe lại cho tôi. Làm ơn trả xe lại cho tôi đi mà. Buông ra. Trả xe lại cho tôi. Trả đi. Tôi xin mấy cậu, con gái tôi vô can. Tôi xin mấy cậu, làm ơn đi. Không có xe, lấy gì tôi đi làm đây? Tôi xin cậu. Buông ra. Mấy người làm quá, tôi báo công an đó. Sao? Muốn báo công an hả? Báo đi, báo đi. Nhưng trước khi đi báo, anh chạm nghe một điều. Bà của em á, xinh lắm. Ráng mà giữ lấy, đừng để có sẹo, mất đẹp đi chưa. Cẩn thận khi ra đường, đường xá bây giờ xe đông chạy ẩu lắm đó. Còn bà, giờ tôi tạm thời không lấy chiếc xe này. Bà mau sớm kiếm ra 50 triệu, chớ nên kéo dài thời gian. Thời gian kéo dài số nợ càng tăng, bà hiểu chưa? Chẳng những cái xe này không còn, và cái nhà này cũng mất luôn đó. Ủa Mai, có chuyện gì không Mai? Đâu có chuyện gì đâu. Tại Mai thấy Thịnh ngồi đây một mình, Mai đang nói chuyện với Thịnh cho vui. Mà Thịnh cũng lạ thiệt nha. Mai ngồi đi. Sao tự nhiên nói Thịnh lạ? Ý Mai là sao? Là trong buổi ra chơi giữa tiết, Mai không thấy Thịnh đi chơi cùng các bạn, mà thấy Thịnh cứ ngồi một góc đọc sách. Sao vậy Thịnh? Tại Thịnh không thích ồn ào. Thịnh chỉ muốn được yên tĩnh. Y như ông già. Mai chỉ đùa thôi à, Thịnh đừng giận Mai nha. Có gì mà phải giận. Thịnh thấy Mai nó cũng đúng á. Thịnh cũng cảm thấy mình giống ông già thiệt. Thịnh đọc truyện như vậy. Thép đã tôi thế đấy hả? Ủa, Thịnh đọc phẩm này vẫn chưa xong mà. Thịnh đọc tác phẩm này xong lâu rồi, nhưng mà Thịnh thấy hay quá, cứ đọc tới đọc lui, đọc lại hoài, quên trả cho Mai luôn. Mai thông cảm cho Thịnh nha. Có gì đâu. À mà Mai đọc hết tác phẩm này chưa? Rồi. Mai rất thích cách sống và tinh thần bất khuất của anh chàng Pavel Kosygin. Thịnh cũng vậy á. Thịnh cũng thích nhân vật Pavel Kosygin trong tác phẩm này lắm. Và Thịnh sẽ cố gắng học theo cách sống của nhân vật này. Trong tủ sách của ba Mai còn nhiều sách lắm. Mai thấy Thịnh cũng mê đọc sách. Vậy khi nào Mai lấy cho Thịnh vài cuốn Thịnh đọc nha. Cảm ơn Mai. À, bắt gặp tại trận hết chói rồi nha. Lớp chủ với lớp phó học tập có tình cảm với nhau nha. Thôi đi các bạn, Mai và Thịnh chỉ là bạn bè cũng như mọi người thôi.
đúng không Thịnh? Phải vậy không đó, bạn bè bình thường mà sao lúc nào cũng xé lẻ đi riêng vậy? Bọn mình thấy á, Thịnh với Mai lúc nào đi đâu cũng có cặp, cũng có đôi, vậy là sao? Là vậy nè. Do chưa? Do chưa? Đáng đời bạn chưa? Cho cái tội phát biểu linh tinh. Phương chỉ nói đùa thôi mà, ai ngờ Mai dữ quá trời à. Vậy mới xuống với Phương chứ. Thôi, quên chuyện đó đi. Nãy giờ tụi mình kiếm hai bạn đó, là muốn báo cho hai bạn một tin vui nè. Tin gì? Trước khi nói á, Hạnh xin phép Mai cho Hạnh được hôn Thịnh một cái. Phương cũng vậy nữa. Khoan khoan, mấy bạn làm gì vậy? Mấy bạn biến thái hết rồi hả? Không có. Không có, làm vậy là để tụi mình tỏ lòng biết ơn lớp phó học tập đã giúp đỡ cho tụi mình vượt qua thời gian tụi mình làm bài kiểm tra đó. Ủa, vậy là các bạn đã biết được điểm kiểm tra của bài toán rồi hả? Biết hết rồi. Biết rồi, đây nè, đây là bài kiểm tra thầy mới phát nè. Wow, có bài kiểm tra của Thịnh và Mai nữa nè. Ừ, Hạnh lấy luôn cho Thịnh với Mai đó. Cảm ơn Hạnh. Mai 10 điểm nè. Thịnh cũng vậy hả? Dĩ nhiên rồi, Phương học dốt mà còn được 9 điểm môn toán. Huống chi là Thịnh, nó phải học tập chứ. Điểm các bạn được cao như vậy á, Thịnh vui lắm. Chúc mừng các bạn. Thịnh nè, cũng may thời gian qua nhờ có Thịnh kèm cặp bọn Phương nên bọn Phương mới có kết quả tốt như ngày hôm nay. Thịnh, Phương thay mặt các bạn cảm ơn Thịnh nhiều lắm nha. Có gì đâu, tụi mình là bạn bè của nhau mà. Bạn bè thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Ừ đúng, bạn bè phải giúp đỡ nhau. Nhưng mà bạn giúp á, tụi mình không thể cảm ơn Phương được. Mình phải làm gì đó thiết thực hơn. Hạnh nói đúng đó. Hay là Phương có ý này, sau giờ ra về tụi mình sẽ đi ăn kem, đồng ý không? Đồng ý. Vậy là tan học, Mai và Thịnh ở lại chờ mình với nha, không được về trước đó. Dĩ nhiên rồi, ngu gì về. Hai Thịnh. Thịnh thì sao hả? Ngu sao về? Lớp trưởng, tụi mình vô học đi ha. Chứ giờ thì sao? Các bạn vô lớp hết rồi, mình vô lớp chứ sao? Đi Thịnh. Đi lớp. Trời ơi. Chán quá đi à. Quán xá gì đâu mà vắng như chùa Bà Đanh vậy. Chán muốn chết. Thôi. Làm gì mà ngồi than nắng thở dài hoài vậy? Trời ơi, mày không thấy quán xá vậy sao mà còn hỏi tao nữa, hả? Thì ít người mình khỏi chạy, đỡ mỏi chân chứ sao? Thôi đi bà ha. Tôi á, tôi thích mỏi chân chứ tôi không có muốn mỏi lưng. Ngồi không chán thấy mồ à. Ê, mày nhìn cái cặp bên kia kìa, mày thấy ghét không? Thôi làm sao vậy? Người ta nói chuyện cười đùa vui vẻ thì kệ người ta đi. Sao tự nhiên tôi lại ghét? Tao ghét ở đây á, không phải là nó cười đùa vui vẻ tao ghét. Mà tao ghét ở đây á là nó kêu có ly cà phê à, chứ kêu chai xịt tinh. Mình nói cái buổi trời, ai mà chịu nổi. Thì họ quẩn, họ muốn ngồi bao lâu thì kệ họ đi. Bà ơi bà, họ quẩn chứ tôi đâu có quẩn. Tôi đâu có rảnh ở đây, tôi ngồi, tôi canh họ. Ai biểu thu chọc giận họ đâu. Bà nói hay quá ha. Tôi mà không canh chừng họ, hồi cái họ bỏ đi, cái mất tiền, cái bà chủ tu nhân bích mà đó đó hả? Tôi nói cho bà nghe, tôi á thì không thích ai chửi tôi hết. Mà nói bà nghe nữa nè, ngẫm nghĩ lại, thấy buồn quá. Tôi buồn chuyện gì? Thì buồn cho số phận mình đó. Bà thấy không, cuộc đời này tôi thấy nhiều chuyện bất công quá. Người á thì được ăn ngon mặc đẹp, ở nhà lầu, đi xa hơi. Còn có những người thì họ thiếu ăn, thiếu mặc, không có nhà, không có cửa. Ngày thì đi ăn xin, tối thì hả ngủ dưới gầm cầu, thấy không? Thì cuộc đời mà, ở đâu mà không có kẻ giàu người nghèo chứ. Tụi mình tuy nghèo, nhưng cũng còn may mắn hơn những người đó. Tụi mình có nơi ăn chốn ở, có công việc để làm. Bích thấy như vậy cũng là tốt lắm rồi. Tốt gì bà ơi. Tôi hỏi bà nè, cái nghề bưng bê này nè,
có hay ho gì đâu mà tốt. Thì biết là như vậy, nhưng ít nhiều số tiền mình kiếm được cũng là do chính sức lao động của mình làm ra, chứ đâu phải ngửa tay xin tiền của người khác đâu. Số phận của mỗi người là do ông trời đã quyết định sẵn rồi, mình phải chấp nhận thôi. Không, tao nói cho mày nghe, cái số phận của mình á là do chính bản thân mình quyết định đi nè. Tao không bao giờ muốn cái nghề bưng bê này dính vào cuộc đời của tao nữa đó. Mày nghĩ đi, làm mấy năm trời rồi có ngóc cái đầu của mình lên nổi không? Quá trời chán, nói chung là tao chán lắm rồi, bực bội lắm rồi. Tao hả, muốn phải thoát khỏi cái cảnh nghèo khó này. Tao không muốn ai có thể khinh rẻ mình được hết á, mày nghe rõ chưa? Ai khinh rẻ thua? Thì mấy người giàu á. Trời đất ơi, bọn mày không thấy hả? Họ thấy mình ăn mặc sền soàng vậy nè, rồi cái họ không thèm nhìn, họ không thèm nói chuyện với mình nữa. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Thì cũng có sao đâu, mình cũng vẫn sống bình thường mà. Mà thôi, Thu quan tâm tới những chuyện đó làm gì cho mệt. Cuộc đời là vậy đó, giàu thì chơi với giàu, nghèo thì chơi với nghèo, vậy thôi, đâu có chết thằng Tây nào đâu. Tao thấy mày á, sao mày sống an phận quá ha. Chứ biết sao bây giờ. Còn Thu, Thu thì sao? Tao nhất quyết không bao giờ giống như mày. Tao quyết tâm là phải thay đổi số phận của mình, ít nhất cũng phải giống như là... Giống như ai? Hai người đó đó, thấy chưa? Hai con nhỏ bên kia, mày thấy không? Ăn mặc vô cùng modern. Trời ơi, được ăn ngon nè, được mặc đẹp nè, nó còn được đi xe tay ga đời mới nữa. Trời ơi, hồi nãy tao thấy rõ ràng á hả, nó móc ra một cọc tiền vậy nè, toàn là giấy 500 không á. Mà mày biết sao không, nó giàu tao không hiểu luôn á. Thì sao? Là làm cà phê đó. Làm cà phê? Mà làm cà phê là làm gì? Thì làm cà phê là làm Hả? Làm gì? Là làm cái gì quên rồi ta. Hả? À, biết nhớ rồi. Làm cà phê là làm vũ nữ, hay còn gọi là gái nhảy đó. Làm gái, phải không bà? Chính xác. Sao bà biết vậy? Thì biết nghe bà chủ nói vậy mà. Làm cà phê á, chắc mau giàu lắm bà ha. Bích nghe bà chủ nói cũng hên xui lắm. Hên xui là sao? Bích cũng không rõ nữa, Bích chỉ nghe bà chủ nói vậy thôi à. Bà nè, bộ Thu định bắt chước hai con nhỏ đó làm nghề cà phê hả? Chưa biết. Đại ca, hình như đại ca đang có tâm sự gì hả? Tâm sự gì? Mày dở quá. Bao nhiêu năm sống gần đại ca, không lẽ mày không hiểu tính của đại ca sao? Đại ca là người không bao giờ biết tâm sự, mặt ảnh lúc nào cũng lạnh như tiền, mày không thấy sao? Đại ca là người thấy nói xốp liền, không có tâm sự, đến nỗi đại ca dần còn thấy ngán. Tao nể đại ca cũng vì cái tính đó đó. Im. Tao không thích định hót, không cưa nói nhiều. Cầm cái họng lại. Tài chết bạch đừng nghe chưa. Đại ca, em lỡ lời, cho em xin lỗi. Thôi, vô. Dạ. Quán này mới khai trương, thằng nào cho tìm hiểu coi. Dạ. Quán này có người bảo kê chưa? Để em đi tìm hiểu cho. Dẹp mày đi. Mày đi hỏi coi. Dạ. Nè anh gì ơi, cho hỏi một cái. Hết bia rồi hả? Dạ, còn. Đại ca. Quán này chưa có người bảo kê đại ca. Tốt, tôi uống đi. Vô. Vô, dạ. Vô.
Đại ca, có cần em gọi chủ quán ra cho đại ca nói chuyện không? Ừ, không cần. Không có gì phải gấp hết. Em nghĩ mình nên làm lại liền liền tốt hơn. Đúng rồi đại ca. Để chậm em sợ. Mày sợ cái gì? Sợ có bằng nhóm khác tới phòng trai trên thì uổng. Em cũng nghĩ vậy đó đại ca. Tụi bay lo xa quá. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Tụi bay nên nhớ, điểm nào mà thằng Tâm này đã chọn thì không có thằng nào dám dính vô đâu. Thằng nào dính vô thì thằng đó tới số. Ừ. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Thôi, vô đi. Đăng ký học khiêu vũ. Nơi đăng ký. Trời. Ôi dạ. Cô có sao không? Tôi xin lỗi nha, tại tôi tránh mấy đứa nhỏ đá banh đó, cho nên không thấy cô. Để tôi đỡ cô vậy. Anh chạy gì kỳ vậy? Hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện nha. Không sao đâu anh, tay tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Tôi chết, tay cô tè hết trơn rồi. Hay là cô ngồi đây nha. Ê cái anh kia, anh có thấy xe tôi bị cong niềng không? Tôi thấy. Thấy mà anh bỏ đi đâu vậy? Không, tôi định đi mua bông băng thuốc đỏ cho cô mà. Tôi không bỏ chạy đi luôn đâu, cô đừng có lo. Tôi không sao đâu, tôi chỉ bị trầy nhẹ thôi à. Bây giờ anh tìm chỗ nào có tiệm sửa xe đạp, sửa xe giùm tôi đi. À, bên kia có một tiệm sửa xe kìa, để tôi đem qua đó cho người ta sửa nha. Cô ơi, chị Tiết về rồi kìa cô. Ủa? Mà hình như ai chở chị á. Ai chở? Sao cô thấy cậu này lạ quá à? Không biết nữa. Chắc là người yêu của chị đó cô ơi. Đúng không đó? Sao từ trước tới giờ cô không nghe nó nói? Trời ơi, chị Tiết á, chị giấu kỹ lắm cô ơi. À cô ơi, tôi thấy chân cô hình như còn đau lắm. Hay là để tôi đưa cô vô trọng. Cô đi một mình á, lỡ mà bị té thì mệt cho tôi lắm đó. Không sao đâu, anh đừng làm vậy kỳ lắm. Người khỏe mạnh giúp người yếu, có gì đâu mà kỳ. Nhưng lỡ mọi người thấy được, hiểu lầm, phiền phức lắm. Ờ, nếu cô nói vậy á, thì thôi, tôi không dám làm phiền cô. Ừ, thôi anh về đi. À, quên. Tôi gửi lại anh chai dầu nè. Thôi, cô cứ giữ lấy mà dùng. Chai dầu có đáng là bao. Thôi, bây giờ tôi về. Chiều tôi ghé. Ủa, anh ghé làm gì? Tôi ghé đi trả chiếc xe đạp. Vậy mà tôi quên mất. Thôi anh về đi, tôi vô nha. Chào anh. Thôi, chào cô nha. Thấy rồi nha. Thấy gì? Thì thấy người yêu lý tưởng của chị á.
bậy nè. Thôi mà chị Tuyết, ở trong này mọi người thấy hết trơn rồi. Chị Tuyết á, hôm nay có hẹn đi chơi với người yêu ha. Nên á, đi mua có mấy cọng chỉ hà, mà đi lâu quá trời luôn rồi. Đã đưa tới đây rồi, sao con không mời bạn vô nhà cho mọi người biết mà. Cứ coi đây là gia đình, có gì đâu mà con phải ngại. Tại mấy đứa em nó không biết, nó ăn nói lung tung, chứ không có gì đâu cô. Anh đó chạy xe đụng con, hả? Rồi anh mới đưa con về đây. Thôi chết, trời con bị đụng ơi. Xe hả? Có làm sao không? Có bị gì không con? Vậy? Dạ không sao đâu cô, con chỉ bị xe sát nhẹ thôi à. Có thiệt vậy không đó? Có đau thì phải nói, đừng có giấu nha. Thấy mệt á thì về nghỉ đi, ngày mai ra làm cũng được. Chị hai, chị về nhà nghỉ đi, mới vừa đụng xe, ráng sức chi cho đỡ bệnh. Không sao đâu, chị khỏe, chị làm được mà. Bị đụng xe mà khỏe gì? Mà đụng xe vậy chứ không phải đụng xe đâu Thảo ơi. Cái này á, người ta gọi là cú va chạm của tình yêu đó. Đúng rồi đó, cái này hả là do ý trời sắp đặt đó nghe chị Tuyết. Sắp đặt cho hai người đụng xe trên phố nè. Cái này gọi là duyên kỳ ngộ. Đụng xe mà nhìn chị Tuyết khỏe ơi là khỏe. Chị Tuyết khỏe là sao? Là nhờ sức mạnh của tình yêu, phải không chị Tuyết? Bữa nay hai đứa dám chọc ghẹo chị phải không? Được, chị sẽ cho hai đứa biết thế nào là sức mạnh của tình yêu. Mẹ. Cô ơi cô, đáng đời, chị đánh chưa? Con đau á cô. Đáng đời. Hai đứa bay á, chừa cái tật bép xép đi. Trời ơi hai ơi hai, một giờ mấy rồi kìa. Ai đói thì cứ ăn trước đi, vì gì mà phải chờ đợi. Mà thằng Thịnh á, nó là cái ông gì mà mình phải chờ phải đợi nó chứ. Em nói gì kỳ vậy Thu? Chị em cùng ngồi chung mâm ăn thì mới vui chứ. Thường ngày thằng Thịnh đi học về đúng giờ, sao tự nhiên bữa nay nó về trễ vậy không biết nữa. Chị sợ không biết có chuyện gì với nó không nữa. Tự nhiên chị thấy lo quá. Trời đất ơi, nó đi chơi chứ hả, có bất trắc chuyện gì đâu. Mà nó đâu còn nhỏ đâu mà chị hay lo cho nó. Năm nay nó đã 15, 16 tuổi rồi. Năm nay nó đã học lớp 10 rồi. Bản thân nó là nó phải tự lo được, chứ không phải đợi chị em mình phải lo cho nó. Đúng không? Em nói chị hai nghe nha, cái độ tuổi của nó hả là ra ngoài xã hội kiếm cả khối tiền kìa. Nhà mình nghèo chứ có phải giàu có gì đâu. Cũng bởi vì nghèo nên chị em mình phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cũng bởi vì nghèo nên chị em mình càng phải quan tâm em nó nhiều hơn nữa. Bởi vậy, chị em mình phải cố gắng làm thật nhiều tiền để nuôi em nó ăn học. Để em nó khỏi phải sai chân vào con đường giống anh nó. Như thằng Tâm, có nhà mà không ở, tự nhiên lại bỏ đi ở quan. Nó theo cái lối sống giang hồ của nó, rồi trở thành một thằng du côn du đảng. Nhắc tới thằng Tâm, tự nhiên chị cảm thấy buồn quá. Trong lòng chị lúc nào cũng phập phồng và cảm thấy lo sợ. Chị sợ cái lối sống giang hồ sẽ đưa đẩy thằng Tâm vào con đường phạm tội. Thật sự chị không biết làm gì để lôi kéo thằng Tâm quay trở lại nữa. Chị hai, chị đừng buồn nữa nha. Chị hai, chị biết hai đứa cũng cực khổ, cũng lo lắng cho gia đình giống như chị. Chị cũng thương hai đứa nhiều lắm, chứ không phải thương một mình thằng Thịnh đâu. Tại em giận em mới nói vậy thôi, chứ thằng Thịnh em đâu có ganh ghét gì với nó đâu hả chị. Chị hai đừng có khóc nữa nha. Thằng Thịnh về rồi kìa chị hai.
Chị hai, chị ba, chị năm, em mới đi học về. Cái thằng kia, mày đi đâu giờ này mày mới về? Mày có biết là cả nhà đang đợi cơm mày không? Mày đi chơi hay là mày đi học? Nói. Dạ, em... Em sao? Em có cái miệng ăn mà em không có cái miệng nói hả em? Thu, có chuyện gì từ từ nói. Sao mà la lối em nó, tội nghiệp nó. Thịnh à, dạ. Em đi học sao hôm nay về trễ quá vậy? Dạ, em đi học rồi, thầy chủ nhiệm nhờ em mới lại làm sổ sách cho lớp chứ bộ. Vậy phải gọi điện báo cho nhà một tiếng chứ. Em có gọi, mà em gọi hoài gọi không được. Sao lại không được? Điện thoại nhà mình đâu có bị hư đâu. Em không biết nữa. Em có mượn điện thoại của thầy để gọi về nhà, mà em chỉ nghe được có một câu à. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang tạm khóa. Chắc là điện thoại nhà mình lại bị cắt nữa rồi. Ủa, vậy là sao chị hai? Mấy tháng nay mình không có tiền đóng tiền điện thoại nên bị cắt chứ sao? Đó, dạ. Mày có thấy chưa? Dạ. Tất cả mọi chuyện là do mày hết đó. Thu, sao lại đổ lỗi cho em nó? Trời ơi, em nói không đúng sao hai? Ba chị em mình á, đi làm kiếm được bao nhiêu tiền á, là đủ dồn vô hết cho cái thằng này nè. Còn tiền đâu mà lấy cho nó chuyện khác nữa chứ. Mai mốt nè, tiền điện nè, tiền nước nè, cắt hết luôn cho chị hai coi. Thôi, em làm ơn nó ít lại giùm chị cho chị nhờ được không? Chuyện gì tới thì nó cứ tới, mà tới đâu thì mình tính tới đó. Còn Thịnh, em vô cất cặp, rửa mặt rửa tay rồi lên ăn cơm. Dạ. Để chị hâm lại đồ ăn cho nóng, rồi chị em mình cùng ăn nha. Thu, em đi đâu đó? Em đi làm, tới giờ làm của em rồi kìa. Em để bụng đói mà đi hay sao? Hay là ăn chút gì rồi đi nha. Thôi, em không có muốn ăn nữa đâu. Lát nữa em đi ra ngoài kiếm ổ bánh mì nào đó em ăn. Cả nhà ăn cơm đi. Bực bội. Dạ, anh gì ơi, có chuyện gì á anh cứ vào đi, đừng có ngại. Dạ chào mấy cô. Chào anh. Chào anh. Dạ không, tôi tới để tìm tìm ai hả anh? Tìm cái cô gì mà tôi không biết tên. Chị vợ ở đây nè, tụi em có ba cô, anh muốn tìm cô nào? anh tìm em phải không? Dạ không, hình như cô ấy không có ở trong đây. Rồi, em biết anh muốn tìm ai rồi, anh tìm chị Tuyết phải không? Cái chị mà hồi sáng anh mới đụng xe chứ gì. Dạ đúng rồi, nói vậy là cô ấy tên Tuyết. Dạ. Vậy anh tìm chị Tuyết em có gì không anh? Tôi tới để trả lại chiếc xe đạp cho cổ đó mà. Cô Tuyết cổ không có ở đây hả cô? Dạ không. Cô Tuyết dạ chắc chị Tuyết đang ở nhà đó. Một chút nữa cổ có ghé đây không cô? Dạ chắc chị không quay lại đâu anh. Hồi sáng hả, chị bị đụng xe ê ẩm cả người rồi, làm sao mà may nổi hả anh, nên chiều chị xin nghỉ rồi. Vậy nhà cổ có gần ở đây không cô? Dạ gần anh. Cách đây vài con hẻm mà. Vậy nhờ mấy cô làm ơn chị giúp giùm được không ạ? Dạ. Thảo ơi, cái anh này nè muốn tìm nhà của em đó, em chỉ với anh đi. Thảo là em của chị Tuyết đó anh cứ đi theo Thảo sẽ dẫn đường cho anh.
Hết cúc áo rồi, em đi mua cúc. Trời, cái gì kỳ vậy? Con đã vô kêu chỉ nhà mà nó đi mua cúc là sao? Sao tao biết? Dạ, anh ơi, con Thảo nó lấy xe chị Tuyết đi rồi. Coi như là nó nhận xe rồi nè, nó sẽ tự giao cho chị Tuyết. Anh không cần phải tìm chị đâu. Không ấy thôi, anh về đi anh. Đành vậy. Dạ, em chào anh. Dạ. Chào mấy cô. Dạ, chào anh. Nhìn ảnh cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Cũng được. Vô làm đi, bà mê trai quá Xe bị gì vậy? Dạ, xe hư nữa rồi chị ơi. Nó bị đứt thắng rồi. Chạy xe kiểu gì mà đứt thắng hoài vậy hả? Kiểu này ra đường chắc đua xe dữ lắm phải không? Dạ, đâu có đâu. Không có sao bị đứt thắng? Ra đường chắc là chạy nhanh, thắng gấp mới bị như vậy. Em liệu hồn em đấy nghe chưa?